Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mời các bạn cùng đi làm việc với mình nha. Bây giờ mình xin giới thiệu với các bạn chiếc xe siêu to khổng lồ của mình nè. Bây giờ mình đã vào bên trong rồi nè các bạn. Đây là chiếc xe đầu kéo hiệu CIT nha. Đây là một cái đầu kéo rất là to luôn đó các bạn. Đó, các bạn thấy không, đây là cái hệ thống khói thải nè. Còn đây là hệ thống còi nè. Rồi bây giờ mình sẽ thử phần đèn nha. Đó, phần đèn nè các bạn, đèn trước nè. Đó, đèn pha nè, thấy sáng ghê không các bạn. Còn đây là đèn xi nhan nè. Rồi đèn trước nè. Đó, các bạn thấy đẹp không? Bây giờ mình sẽ kết nối về loader nha. Cái xe rất là bự luôn không các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau đi chở một chiếc xe cẩu khổng lồ nha các bạn. Xe mình bự quá, đi cái đường này cũng rất là khó đi nha các bạn. Đường này thì nhỏ, mình cũng phải điều khiển rất là khó đó nha. Đi từ từ thôi nha. Đường ở đây rất là hẹp, mà cái xe mình thì quá là to luôn. Mình phải cố gắng đi từ từ thôi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị xuống dốc nè các bạn ơi. Rồi xuống dốc nha. Từ từ, đang chuẩn bị xuống dốc. Đang chuẩn bị xuống dốc, để từ từ thôi, đi từ từ thôi, từ từ thôi. Rồi 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 rồi, xuống dốc nè, xuống dốc nè. Rồi xuống dốc rồi. Rồi bây giờ mình bắt đầu ra ngoài đường chính để mình đi đến chỗ chở xe cẩu thôi. Bắt đầu vào đường chính nè. À, các bạn thấy không, chiếc xe của mình rất là bự, còn những chiếc xe hơi ngoài sau bé tí à. Rồi mình đã tới chỗ để chở xe cẩu này các bạn. Đường xá đang bị kẹt xe các bạn ơi. Ô, ai đã đậu những chiếc xe này ở ngoài đường như vậy? Để mình đi xuống, mình sẽ di chuyển những chiếc xe này vào vị trí gọn hơn để không còn bị kẹt xe nữa nha các bạn. Mình sẽ lái xe cẩu đi vô trong chỗ nào đậu gọn gàng hơn nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua lái xe container nha các bạn. Xe container đầu kéo cũng đang chặn đường những chiếc xe hơi kìa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lái chiếc xe container đầu kéo này đi ra chỗ khác nha. Bây giờ mình sẽ lái xe container đầu kéo này đi ra ngoài kia nha các bạn. Mình sẽ lái đi ra ngoài đây nè, lái ra chỗ trống này nè để cho có đường các xe lưu thông chứ. Nãy giờ mình đứng mình chặn đường, mấy xe đâu chạy được đâu. Bây giờ mình sẽ gỡ loader ra. Đó, mình sẽ chạy lên đây một tí để mình chạy xe cẩu lên nha. Hình như có xe lửa chuẩn bị hoạt động đó các bạn, nên là những chiếc xe ô tô này nè các bạn phải đứng lại, phải chờ cho xe lửa hoạt động chạy qua rồi thì mở barre lên thì những chiếc xe hơi này mới được chạy qua đường rầy xe lửa nha. Mình sẽ chạy nhanh lại đằng đây, mình lấy xe cẩu nè, điều khiển xe cẩu khổng lồ luôn nha các bạn, một chiếc xe cẩu bự khổng lồ luôn. Bây giờ mình sẽ kết nối cái gầu bút vô nè, vô gầu bút rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ di chuyển xe cẩu lên loader nha các bạn. Xe cẩu này thì bự quá nên là chạy cũng chậm lắm nha các bạn. Thấy chưa, xe cẩu này bự luôn các bạn.
chạy trên lót đơn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lại điều khiển đầu kéo kết nối với loader nha các bạn. Rồi kết nối loader rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu di chuyển nha. Mình sẽ di chuyển ra công trình nha các bạn. Wow, xe cũng khá là nặng nề các bạn ơi. Chạy qua đường rầy xe lửa luôn. Mình sẽ đi đường này nè. Đó, wow. Đó, rất là nặng nề luôn. Di chuyển rất là khó nha các bạn. Rồi, mình đã vượt qua được đường rầy xe lửa rồi. Bây giờ mình sẽ vào lại đường chính nha. Mình sẽ vào lại đường chính để mình đi qua công trình nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Xe rất là bự luôn các bạn ơi. Wow, lần đầu tiên mình được lái chiếc xe đầu kéo rất là to luôn các bạn ơi. Rồi mình đã đến được công trình rồi các bạn. Đây là cái công trình hôm bữa mình làm việc nè. Hôm nay mình cho chiếc xe cẩu bự khổng lồ này đi ra làm việc luôn nè. Bây giờ mình sẽ mở loader ra nha. Rồi mình sẽ lái xe cẩu ra công trình nha. Rồi khởi động máy lên nào. Rồi lái xe cẩu ra nè các bạn ơi. Rồi lùi lùi xuống luôn các bạn ơi. Lùi xuống luôn. Rồi bắt đầu lái ra ngoài luôn. Lùi luôn nha. Rồi chạy vô và bãi cát luôn nào. Bây giờ mình sẽ vào hút cát ở cái bãi cát này các bạn. Bãi cát này rất là to và bự. Cũng cần có một cái chiếc xe cẩu hút cát to và bự luôn. Cát này sẽ làm việc nhiều hơn là xe xích lực các bạn. Xe cẩu xích lực thì múc cát thì không nhiều bằng cái xe cẩu khổng lồ này đâu. Đây là xe cẩu hiệu Hitachi nha. Rồi bây giờ mình sẽ lái chiếc xe tải chở cát khổng lồ này vào công trình luôn nha các bạn. Chiếc xe tải chở cát khổng lồ luôn không các bạn. Quá là bự luôn. Wow. Ôi, bạn chạy gì kỳ vậy? Ôi, tại sao bạn chạy đụng vô chiếc xe tải nhỏ rồi? Mình xin lỗi. Tại mình bự quá, bạn nhỏ xíu à, mình không có thấy. Rồi tất cả các bạn nhấn ga nha, bây giờ mình sẽ múc cát nè. Rồi bây giờ mình sẽ múc cát lên những chiếc xe tải nhỏ nha. Bây giờ mình sẽ đổ cát vô nè. Đó, mình chỉ mới đổ một chút xíu thôi đã đầy rồi. Ôi, sao bạn đổ nó vậy? Bạn đổ là mình cũng ben rồi. Bạn đừng có đổ cát nữa. Bạn đổ cát là mình cũng ben rồi. Ôi, mình xin lỗi nha. Bây giờ mình sẽ kéo bạn ra. Bạn kéo gì kỳ vậy? Sao cho bạn kéo ngã mình luôn.
Ôi, ôi mình xin lỗi, mình xin lỗi rồi, để mình sửa lại cho. Rồi, xin lỗi bạn nha. Tại bạn nhỏ quá, mình bự quá nên mình làm hơi tụt giờ nha, xin lỗi bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi bước khác tiếp nè. Rồi bước khác ở đây. Wow, bạn thấy không? Bước một cái thôi là thành một cái hố rất là to luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đổ cát lên xe tải nha. Bây giờ tới xe nào ta? Rồi xe này nha. Rồi xuống sắm nha. Rồi đổ vô. Ôi đổ ra ngoài rồi. Ôi, rồi đổ vô trong rồi. Mình mới đổ chút xíu thôi đã đầy cái đèn khác luôn rồi. Bây giờ mình sẽ kéo bạn qua đây nha. Bây giờ mình sẽ kéo bạn qua đây. Ê bạn bạn kéo gì kỳ vậy ơi, bạn kéo gì kỳ vậy? Đừng kéo nhẹ nhẹ thôi, kéo mạnh quá là mình ngã đổ luôn đó. Xin lỗi, bây giờ để mình sẽ làm gì mạnh hơn nha, mình xin lỗi nha. Rồi để mình kéo bạn qua đây nha. Thì bạn làm gì ơi, bạn làm gì ơi? Ơi đừng. Ơi đã được rồi. Ơi bạn làm gì vậy? Đừng. Đừng ta, đừng. Ơi ơi trời ơi, bạn làm ngã mình rồi. Trời ơi. Để mình sửa bạn lại nha. Rồi mình đã sửa bạn xong rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi đổ cát nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi đổ cát nè. Đi qua bên cái bãi cát hôm bữa tụi mình làm việc á, bây giờ mình sẽ tiếp tục đổ cát lên cho cái đống cát nó bự đầy lên nha. Ôi bạn chạy đâu ạ? Trời ơi, xém chút nữa là bạn chạy lủi xuống cái đống cát luôn rồi đó nha. Không sao, mình chạy được. Bây giờ mình sẽ lại đổ cát nha. Rồi, ve đi bạn ơi, ve vô đổ cát nè. Rồi, được rồi, yên tâm. Bây giờ mình sẽ đổ cát nha. Ô, bạn chạy đâu vậy? Bán cát đi chứ, đánh cát đi. Rồi, từ từ, chờ mình tí. Rồi, bây giờ mình sẽ bán cát này nha. Ôi, bạn bán cát gì kỳ vậy? Bạn bán cát mà bạn không chịu chạy tới hả? Bạn bán cát mà bạn đứng yên có một chỗ gì kỳ vậy? Bạn bán cát đứng yên một chỗ, giờ bạn bị nhõng ben luôn rồi kìa. Trời ơi, bạn bị nhõng bánh lên luôn rồi. Gì, bạn nhõng bánh sao lên rồi, sao bạn chạy được? Trời ơi, bạn mới đi làm ngày đầu tiên hay sao hả? Bạn đổ cát gì kỳ vậy? Bạn đổ cát là bạn phải chạy tới một tí, đổ cát chạy tới một tí. Hoặc là làm sao để bánh xe bạn đừng có nhõng ben nha. Bạn làm gì nhõng ben thì bạn đâu chạy được đâu. Thôi bạn chờ mình tí đi, bây giờ mình sẽ đi lái xe cẩu nè. Bây giờ mình sẽ lái xe cẩu để đẩy bạn ra nha. Bây giờ mình sẽ lấy chiếc xe cẩu khổng lồ này luôn nè các bạn ơi. Mình sẽ đẩy bạn xe ben ra nha. Rồi, bây giờ các bạn hãy tránh xa nha. Để mình sẽ đẩy bạn xe ben này nha. 1, 2, 3, ghi ra. Rồi, xong rồi. Thành công rồi nha. Rồi, cảm ơn bạn nha. Để bây giờ mình sẽ chạy về chỗ để mình đậu nè. Rồi bây giờ tới lượt mình sẽ đi đổ cát nha các bạn. Rồi các bạn tránh ra để mình ben cát xuống nè. Các bạn thấy mình bên cát có hay không? Mình bên cát là bánh sau của mình không có bị nhõng lên nha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy về đậu ở bãi xe nha.
Các bạn ơi, hôm nay là một ngày làm việc của mình với xe cẩu khổng lồ và một chiếc xe đầu kéo khổng lồ. Các bạn thấy có hay không? Nếu các bạn thấy hay, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye bye!